Nhận định, soi kèo Anh với Croatia. 20 giờ ngày 13 tháng 6, đội tuyển Anh sẽ gặp đội tuyển Croatia ở trận đấu đầu tiên của bảng D vòng chung kết Euro ngay trên sân Wembley của Anh. Nằm cùng bảng D còn có sự hiện diện của Scotland và Séc. Tuy nhiên, hai đội bóng này sẽ gặp nhau sau đây một ngày tại Glasgow của Scotland. Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Anh đang có thành tích rất tốt khi đang toàn thắng 6 trận gần nhất, bao gồm các trận vòng loại Euro cũng như các trận giao hữu. Trái lại, Croatia chỉ có được 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua sau 5 trận gần nhất. Mới đây ở 2 trận giao hữu trong tháng 6 năm 2021, Croatia chỉ hòa 1-1 với Albania trước khi để thua 0-1 trước đội tuyển Bỉ. Soi tỷ lệ kèo châu Á, có thành tích tốt hơn đối thủ ở giai đoạn vòng loại và còn được thi đấu trên sân nhà nên đội tuyển Anh đang được đánh giá là đội cửa trên với kèo chấp khá cao ở mức 0,75. Mặc dù đã từng bị Croatia loại cay đắng tại bán kết WC 2018 sau khi thua trong hiệp phụ, nhưng sau đó Anh đã vượt qua Croatia tại Nations League sau đó 4 tháng. Thế nên với lợi thế sân nhà cũng như phong độ đang rất ổn định, trong khi Croatia giờ đã không còn mạnh như tại WC cách đây 3 năm nên có lẽ sẽ có một chiến thắng cho đội chủ nhà. Chọn Anh. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu. Tuy kèo chấp khá cao nhưng kèo tài xỉu lại ở mức thấp là 2,25 và còn có xu hướng giảm xuống 2,0. Lý do là bởi hàng công của hai đội đang có phong độ không thật tốt. Tuy nhiên với việc được chơi trên sân nhà, các cầu thủ Anh chắc chắn sẽ chơi tấn công quyết liệt, buộc Croatia cũng phải chơi cởi mở hơn nên có lẽ đây vẫn sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng. Chọn tài.